Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh vừa chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Phong sau khi địa phương này xuất hiện chùm ca nhiễm cộng đồng là 5 người trong cùng một gia đình. Theo điều tra dịch tễ, ca bệnh được phát hiện là người đàn ông 44 tuổi cùng vợ và 3 người con ở xóm chợ Chi Lễ, huyện Quế Phong. Người này là chủ xe chạy tuyến cố định từ Quế Phong đến Vinh. Sau khi phát hiện chùm ca bệnh trên, chính quyền địa phương đã truy vết được 115 F1, trong đó có 35 người tiếp xúc gần và 65 học sinh. Đáng chú ý, theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong, trong số 3 người con của bệnh nhân mắc COVID-19, có 2 em đến trường vào ngày 6 tháng 9 để thầy cô hướng dẫn học trực tuyến sau ngày khai giảng. Do vậy, nhiều em học sinh tiếp xúc phải đi cách ly. Hiện toàn bộ xã Chi Lễ đã cách ly theo chỉ thị 16, riêng xóm chợ ở Chi Lễ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 ở mức nâng cao. Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR cho toàn bộ người dân xóm chợ. Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.752 bệnh nhân COVID-19 tại 21 huyện thị.